Tập đoàn của Mỹ có doanh thu lớn nhất ở Việt Nam đang đầu tư vào nước ta bao nhiêu tiền? Thưa quý vị, tính đến hiện tại, Intel vẫn là thương hiệu Mỹ tại thị trường Việt Nam có doanh thu lớn nhất. Sự kiện Intel đầu tư vào Việt Nam vào năm 2006 đã đánh dấu cột mốc quan trọng giúp đưa tên tuổi Việt Nam lên bản đồ công nghệ thông tin và điện tử toàn cầu. Được biết, trong quý 1 năm 2023, Intel chiếm tới 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh và 15% kim ngạch xuất khẩu linh kiện điện tử của cả nước. Trong những năm qua, nhà máy Intel Product Việt Nam ITV đã xuất xưởng hơn 3,5 tỷ đơn vị sản phẩm và hiện đang sản xuất những chipset công nghệ hiện đại nhất của Intel như 5G, IoT, vi xử lý Intel có thế hệ 13 mới nhất. Sau 16 năm, Intel đã đầu tư gần 1,5 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam, trong đó có 475 triệu đô la Mỹ được đầu tư trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020 để tăng cường phát triển sản xuất các sản phẩm 5G và bộ xử lý Intel có công nghệ Hybrid. Intel hiện có 10 địa điểm sản xuất trên toàn cầu, trong đó Intel Product Việt Nam đang là nhà máy lớn nhất trong 4 nhà máy về mảng laptop và tĩnh định. Intel Product Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn giúp cải thiện đời sống của người dân khi tạo hơn 6.500 việc làm ở lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có khoảng 2.400 nhân sự chính thức thuộc Intel. Bên cạnh đó, Intel cũng đầu tư khoảng 22 triệu đô la Mỹ vào các chương trình hỗ trợ giáo dục, môi trường, an toàn và sức khỏe ở Việt Nam.